Hello chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người đến clip tiếp theo của Đậu 98 Gaming. Thì sau một thời gian chờ đợi thì cuối cùng thì nhà phát hành cũng ra cái code Valentine cho các bạn rồi. Bây giờ mình sẽ vào nhập cái code Valentine ngày hôm nay cho tất cả các mọi người nhé. Rồi, đầu tiên là mình nhận cái tàng hình của mình này đã. Rồi, bây giờ mình sẽ vào nhập cái code Valentine. Các bạn nên nhớ là bạn nào mà dùng iOS thì mình có để link nhập code cho iOS ở dưới phần mô tả clip nhá. Có gì các bạn bấm link ở bên dưới nhá. Còn bạn nào dùng Android thì các bạn tự có thể mở được nhá, ok nhá. Rồi. Ok luôn. Giờ mình sẽ nhập mã code cho các bạn nha. Đây cái mã code hôm nay nó sẽ là Dark Facebook Choco này đó. Choco là các bạn liên quan đến Choco Pie nữa, kiểu như là sô cô la đấy. Đó. Đầu tư lên của bạn. Rồi. Ui, phần thưởng ngày hôm nay thì nó có phần thưởng có phần được 2 triệu. Chậu hoa nhỏ, chậu màu có thể gieo hạt và trồng các loại. Thế bây tế là tức là bây giờ các bạn có thể mỗi ngày kiếm được thêm 2 kim cương nữa, là mỗi ngày các bạn trồng được 5 kim cương đấy. Phần thưởng cao phân. Rồi 14 bông hoa. Bây giờ mình sẽ thử về nhà mình trồng xem có được thêm 2 cái chậu nữa không nha. Vậy thì bình thường thì chúng ta sẽ nhận được 5 gái các bạn ạ. Nếu như bây giờ mà trồng được thêm 2 chậu nữa là chúng ta sẽ nhận được 5 cái nha các bạn nhé. Rồi, ok đây. Giờ chúng ta thử và trồng cái này thử xem nha. À, bây giờ là có 5 chậu rồi, bây giờ mình sẽ trồng thêm 2 chậu nữa xem nào. Đây. À, thế bây giờ chúng ta sẽ trồng được 5 chậu rồi. Rồi, ok ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trồng được năm này rồi. Bây giờ mình sẽ trồng cây nha. Đó. Thế từ bây giờ là mỗi ngày chúng ta sẽ kiếm được 5 kim cương nha các bạn nhé. Rồi. Ok luôn. Về chưa? Ui, đây là 5 chậu cây nha các bạn nhé. Đấy. Đấy, mình sẽ chụp ảnh cho các bạn xem. Đấy. 5 chậu cây luôn. Chụp cái tấm ảnh. Đấy, rồi, vậy nhá. Rồi, bạn nào mà thử nhập chưa nhập code thì nhập nhanh lên nhá. Không thì các bạn nhập hết nhá. Ok luôn. Mã code của mình xin dừng tại đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người, chúc mọi người tiếp theo bạn nào chưa nhập code thì nhập thật nhanh nha. Đó, phần thưởng lần này thì mặc dù là không có giá trị về cao nhưng mà nó giá trị về tương lai cao, tức là mỗi ngày các bạn nhập 22 kim cương đấy. Đó, rất là ngon ha. Rồi. Vậy là mình xin dừng clip tại đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người.